Cô thấy chưa? Cà chó đang giao dịch với kẻ xấu đó cô. Sớm để ra sân trường tập thể dục và chơi bóng nha. Sắp tới trường chúng ta tổ chức cuộc thi cùng quân vận động rồi đó. Yeah. Được ra sân chơi. Ủa, cà chớn. Dạ. Sao được ra sân chơi mà buồn quá vậy? Thì ra sân chơi thì cũng phải luyện tập thể thao vậy có được về đâu mà làm gì vui quá vậy. Luyện tập thể thao tốt mà, thứ nhất là tốt cho sức khỏe nha, thứ hai là còn được quà nữa. Ủa bình thường tôi thấy ông hào hứng ra sân chơi lắm mà sao hôm nay kỳ vậy? Thôi rồi, tôi đi ra trước đây. Sao hôm nay cả chớn kỳ người ta không giấu mọi kỳ chút nào. Ê cả chớn, ông nhớ bắt cẩn thận đó nha, tôi là thuốc ghê lắm đó nha. Thì bán cái chỗ đấy tôi bán được mà. Yeah, vào rồi, mới quả đầu mà đã vào rồi, thấy tôi siêu không? Tiếp theo nha. Vào chút đi. Yeah, hai quả rồi đó nha. Không bắt hả? Rèn luyện thể thao gì kỳ vậy? Sao ông chán quá rồi? Ủa sao kỳ vậy cà chó? Bình thường thấy ông thích vận động sao hôm nay ông chán nản quá rồi? Cho ông hộp sữa uống lấy lại sức sau khi vận động rồi mình vận động tiếp nha. Sữa hả? Ủa sao bà nhiều sữa cool quá vậy? Tôi thấy bà mang quá trời đi học vậy. Thì đúng rồi, mẹ tôi nói á, mỗi lần vận động xong thì tôi nên uống một hộp sữa cool. Với lại là hả, biết sao không, tôi đang săn cái thẻ quà cool này để đổi thưởng nè, thấy không? Thẻ quà cool đổi thưởng hả? Đúng rồi, trời ơi, tôi đang tích cực sưu tầm nha. Ông biết không, 36 thẻ là đổi được một ba lô hoodie cool nha. 24 thẻ thì đổi được một quạt cầm tay cool nè. Và nếu săn được thẻ siêu vận động thì đổi được một đôi giày patin. Và nếu săn được thẻ đặc biệt là sẽ được một iPad game 9 luôn rồi. Một iPad đó. Ghê trời. Mà chương trình sẽ kéo dài đến 31 tháng 8. Ông nhớ săn thẻ để đổi quà nha. Nhiều quà quá hơ. Quên, trời ơi, cái này mới xịn sò nè, thấy chưa? Tôi đã sưu tập được 40 thẻ quà cool để đổi được có phải quan cool này đó. Hôm nay á, thực ra tôi tính để dành nhưng mà thấy ông không có hào hứng gì, tôi lấy ra cho ông chơi luôn cho ông hào hứng. Ôi, quả bóng mày đẹp quá vậy? Tất nhiên. Trời ơi, xịn chưa? Này nữa chứ. Có chữ ký cầu thủ Quang Hải luôn nha, xịn chưa? Tập tiếp vào. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sao? Đó là tôi nè, trong mắt này mày xem tôi chơi bóng rổ cũng hay lắm. Ủa bà cho bấm đôi đồ đó. Thấy tôi siêu không? Thì siêu thôi, tôi mệt rồi, tôi về trước đây. Ủa gì kỳ á, chơi vui chưa hết giờ mà sao về hả? Thôi tôi về trước đây, kệ bà. Hình như là cà chớn hôm nay có cái gì mờ ám, mình phải đi điều tra mới được. Làm anh gì đó với một kẻ xấu. Ủa Minh Mập, sao dạo này á cô cứ thấy cả chớn nghỉ học hoài vậy em? Hả? Em là bạn thân của chớn, em có biết á lý do tại sao mà bạn nghỉ học không? Dạ thưa cô, dạo này á em thấy bạn cả chớn á là làm những việc mờ ám lắm nha cô. Em sợ là thôi chết, như vậy là không được, em phải dẫn cô đi xem cô giải quyết ngay. Đó, cô thấy chưa, cà
ngoài trốn đang giao diện với kẻ xấu đó con. Cô thấy rồi bây giờ em chạy một đường, dạ. Con chạy một đường, dạ. Không cho cà trớn bỏ chạy, dạ. Bắt quả tay tại trận nha, dạ. Cà trớn, đến kia. Để đi làm chuyện bậy bạ đúng không? Dạ, không phải đâu cô ơi. Không phải đâu cô ơi. Tôi truyền ngân được mấy ngày hôm nay mới bắt nó nha. Khai thật đi. Không, không phải vậy đâu cô. Không nữa. Khai thật đi. Không cái gì phải, đây? Đưa cái tay cho cô xem nào. Đây. Gì đây? Là bé xó hả? Trời ơi, vậy mà bữa giờ tôi tưởng là ông làm gì bậy bạ không chứ. Như vậy là thế nào? Bây giờ em giải thích cho con nghe đi cả chớn. Dạ vâng ạ, tại vì dạo này là mẹ em bị hậu Covid, xong rồi mẹ em bị ho với sốt, không đi làm kiếm tiền được. Em thương mẹ em nên là em nén mẹ em với mọi người, em nghỉ học để em đi bán vé số kiếm tiền cho mẹ em chữa bệnh đấy. Có chuyện như vậy tại sao em không nói cho cô và các bạn trong lớp biết? Dạ tại vì em sợ mọi người biết là mẹ em bị Covid, với lại là em đi bán vé số là các bạn kỳ thị em đó. Không có đâu em ơi, bây giờ đại dịch Covid đã giảm bớt rồi. Mình chỉ cần là tiêm đầy đủ vaccine và tuân thủ theo quy tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế là được rồi. Đâu có gì đâu mà kỳ thị em. Dạ đúng rồi đó cô. Trời ơi, đi bán vé số thì có cái gì đâu. Tốt mà, phụ mẹ là việc tốt mà đúng không mọi người? Có gì đâu kỳ thị. Với lại là bị Covid thì đầy người bị người ta cũng khỏi rồi, cái đâu kỳ thị. Với lại á, lớp mình là có quỹ lớp. Em phải nói với cô và các bạn biết để cô và các bạn lấy quỹ lớp ra để hỗ trợ em trong những cái trường hợp như thế này nè. Cô nói đúng rồi đó, có mỗi vậy thôi mà ông làm mọi người lo lắng ghê. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Bây giờ hôm nay em phải về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai nhớ là phải đi học đầy đủ nha. Ngày mai á cô và các bạn sẽ đến nhà thăm hỏi và động viên mẹ em nha. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ.